Rồi bán nấu ăn đi. Bé nó ăn dở đi. Lúc một lá khò hết cả bữa tiền mua. Này, ba đang quay phim kìa, để em giỏi, em giỏi để ba đưa lên YouTube kìa. Ai em giỏi, à đúng rồi. Bé nấu món gì đó? Quả gì đây? Trang chuối. Hả? Trang chuối. Đổ riêng con gà thật kìa.